cho phép xin quý xin được trịnh trọng tuyên bố buổi tiệc mừng tân gia đại cát của gia đình chị An Thiêm chính thức được bắt đầu. Quý vị xin cùng nổ lên một tràng lớn để chúc mừng tân gia đôi chị ơi.
xin hân hoan nồng nhiệt chào đón xin chào của toàn thể quý vị và các khách quý được mặt trong buổi tiệc mừng tân gia đại cát của gia đình chị An Thiêm trong buổi trưa ngày hôm nay. Để đầu tiên cho phép chủ ký xin được thay mặt gia đình cô Tô Nô những người làm chương trình cũng xin được gửi tới toàn thể quý vị và các khách quý lời kính chúc sức khỏe, lời cảm ơn chân thành và một lời chào trân trọng nhất. Dân kính thưa toàn thể quý vị và các khách mến, và ngay giờ phút ở đây không để toàn thể chị chúng ta phải đợi chờ thêm một giây phút nữa. Trân trọng quý vị toàn thể chị, chúng ta sẽ cùng hướng nhìn về phía cánh cổng của buổi tiệc thân gia đại cát ngày hôm nay, cùng dành một tràng pháo tay thật lớn để chào đón sinh viên của gia đình gia chủ. Gia đình chị An Thiêm sẽ cùng trở lên trung sân khấu để cùng ra mắt toàn thể quý vị quan khách từ trong buổi trưa ngày hôm nay. Dạ vâng, xin được trân trọng kính mời. Quán khách quý và ngay giờ phút ở đây, trước rằng về toàn thể chị chúng ta sẽ hướng nhìn về phía trung tâm khấu. Đội tiệc mừng tân gia đại cát của đại diện nhà sẽ chính thức được bắt đầu ạ. Dạ vâng, kính thưa toàn thể quý vị quán khách thân mến, bắt đầu hiện diện ngay trên trung tâm sân khấu khán đài hạnh phúc của chúng tôi đây là gia đình gia chủ gia đình chị An Thiêm, và ngay giờ phút ở đây cũng để gửi lời tới toàn thể quý vị quán khách quý đang có mặt trong buổi tiệc ngày hôm nay, cũng xin được trân trọng kính mời đại diện gia sẽ cùng cúi chào tới toàn thể quý vị quán khách quý đang có mặt trong buổi tiệc ngày hôm nay. Thay cho lời cảm ơn chân thành nhất ạ, dạ vâng, một lời chào xin mời. Và toàn thể chị ơi, chúng ta sẽ đổ lên một tràng thân lớn để chúc mừng phụ đồng chị ơi. Dạ vâng, chúc mừng toàn thể chị rất nhiều ạ. Xin đón đỏ khởi sọt chiếc tích lại em phòng mẹ phía đồng hồ sường. Xin đón phòng mẹ phía đồng ơi, khai khởi sang bón tay hơn qua. Khởi tế ngót tế xưng, tế bị cài hai con đi. Đơn giản sở pha, cửa chăm mày hết ló, có hết mọt sẵn, khắp ba bản bướng, kiến bành đổi mới, cơ bơ mớ. Thường sang ngay tiềm hơn ông hỉ, phù bền phù, cửa chấn lại sổ xú mỹ nông sàng, sổ xú hải xứ nông chủng mũ chậm hơn, ở cửa co trắng quyết định, tặng là mớ, phở làng lì, cơ bơ mớ. Cửa chấn chi tành mù tổ pi, nhớ lũng tổ ta, phầy ca, cửa chấn chi lại ngớt lái mắt hồng mơ quá, phò mẹ pi nông nò. Ờ xin cửa sang bón tay hơn hâu, có nhắn kiếm ma hà lầy, kiếm lại gạch mất dệt tàng phà, kiếm lại si lại sai mất dệt tàng phèn, có sáng hà lầy lại sơ trang, mắt sợi khửng lại mử, chắc phải làng hơn nhớ súng khăn chăn sáng nì, cơ bà mở bò mẹ pi nông ơi. Ờ xin sáng mơ nì cơ bà mở, tay hơn hâu có nhắn hà lầy mười lý bên chăn, mử sẵn mới chép, mười đẹp chép đi, bì chết mật mà, có chẳng là hạp khửng mơ non. Lính con khửn mưa rú, lính noi khửn mưa mả mưa pè, tàu ké khửn mưa mặn mưa dưn, mưa rú ở hàng mưa nàng ở khoảng mưa qua bờ mề bên nòng nò. Xin sang mình đi cả bà bớ, tên ao còn nhăng hà lẩy mắc phát lùng nó, dệt pan khẩu hồ muôn, còn chẳng lẩy lòng cáo lòng mới hột tay lại em bờ mề bên nòng bản tờ nát nửa, vừa còn tấy lắm nữa sửa đi biểu kiện, bác sĩ về bản bố trà, biển na bố ổ, bác sĩ hay bố bài, bác xuống bố quay lại tù bố liêng, mỉm mà muôn mất châu mơ ngửa tiêu nó hỉ cả bà bớ, lù làn kia sật ngả tay hơn nó hỉ, số châu mở tay lại em bờ mề bên nòng cuồng mũ nòng pan khẩu hâu, vừa cào khăn xiềng sờ, xiềng xương bờ sờ xương nhọt bờ mề tay cầu tay xíp tay xíp tay sao này nữa. Dạ vâng, kính thưa toàn thể quý vị còn khách mến, và quả thật đúng là tàu châu hỏi vợ làm nhà cả vào vì đó việc nào cũng to. Tàu châu giảm có nghĩa tìm cho mình một công việc ổn định để tự nuôi sống bản thân. Hỏi vợ là những giây phút thăng hoa nhất khi được nắm chặt tay người mình yêu với những bước chân đầu tiên chung đôi hạnh phúc. Và còn làm nhà là cột mốc để đánh dấu trong suốt cả một quá trình lao động và xây dựng sự nghiệp. Sự phấn đấu không nghỉ của gia chủ chúng ta trong buổi trưa ngày hôm nay. Dạ vâng, kính thưa toàn thể quý vị còn khách thân mến, và quả thật đúng là an cư thì mới lạc nghiệp, bởi vì mái nhà luôn là tổ ấm yêu thương, là nơi trốn bình yên. Ai ai cũng muốn tìm về sau ngày dài lao động vất vả vồn vã trong cuộc sống. Dạ vâng, kính thưa toàn thể quý vị còn khách thân mến, và quả thật đúng là thuận vợ thuận chồng cát biển đông cũng cạn, và sự đồng nào đó cũng không có giới hạn. Và ngày hôm nay đây, gia đình gia chủ gia đình chị An Thiêm mừng tân gia với một căn nhà rất khang trang và thịnh vượng. Và đây giờ phút này đây, cho phép xin quý xin được trịnh trọng tuyên bố buổi tiệc mừng tân gia đại cát của gia đình chị An Thiêm chính thức được bắt đầu. Quý vị sẽ cùng đổ lên một tràng pháo lớn để chúc mừng tân gia đồng chí ơi. Dạ
Vâng, cũng xin được trân trọng những tràng vỗ tay hết sức tuyệt vời của toàn thể chị rất nhiều ạ. Dạ vâng, kính thưa toàn thể quý vị quan khách thân mến, và để gửi những lời chúc phúc tốt đẹp tới gia đình gia chủ ta trong buổi chiều ngày hôm nay. Và ngày hôm nay đây, đại gia đình ta cũng sẽ có những món quà cao quý nhất, tuyệt vời nhất, những bó hoa tươi thắm để gửi tặng gia đình gia chủ ta trong buổi chiều ngày hôm nay. Dạ vâng, cũng xin được trân trọng giới thiệu trở lên trung sân khấu gia đình Bắc Trân Thành, gia đình Bắc Hương Hoan, gia đình Bắc Bình Dương, gia đình Bắc Mạnh Trương, gia đình em Hải Lôi cũng sẽ trở lên trung sân khấu để có những món quà cao quý nhất, tuyệt vời nhất, duy nhất để dành tặng cho gia đình gia chủ ta trong buổi trưa ngày hôm nay. Dạ vâng, xin được trân trọng kính mời gia đình ạ. Và gia đình gia chủ cũng xin cảm ơn những món quà hết sức nghĩa tuyệt vời nhất mà đại gia đình ta đã dành tặng cho gia đình gia chủ ta trong buổi trưa ngày hôm nay. Dạ vâng, và ngay giờ phút ở đây ban tổ chức cũng sẽ có những chén rượu trở lên trên sân khấu để dành tặng cho gia đình gia chủ ta trong buổi trưa ngày hôm nay. Dạ vâng, xin được trân trọng kính mời. Dạ vâng, và ngay giờ phút ở đây em xin quý cũng xin được đọc phiền tới toàn thể quý vị quan khách, các quý đã có mặt trong buổi tiệc ngày hôm nay của chị ơi. Chúng ta sẽ cùng chuẩn bị cho mọi mình những chén rượu thật đông đầy tình cảm. Để lát nữa chúng ta sẽ cùng đứng dậy để cùng xô vang, để cùng chúc mừng được không chị ơi. Chúng ta sẽ cùng đứng dậy để cùng xô 1, 2, 3 xô, 2, 3 xô với bà chúc mừng tân gia đại cát được không chị ơi. Xin nào luôn là sò chiêng hơi họ tên này em còn mẹ kỳ lòng của mũ lão bán khảo hâu hâu cắn cứ khẩn hâu lão bay bom cho một tên ơi lấy mua tà chờ có chứ này à bà mẹ kỳ lòng ơi. Rốt thật đầy, rốt thật to được không chị ơi. Dạ vâng, xin được chúc mừng về toàn thể chị. Chúng ta sẽ cùng bỏ ra 2 phút để cùng đứng dậy, để cùng rỗ vang, để cùng chúc mừng ạ. Dạ vâng, xin được trân trọng kính mời. Rốt 100% được rượu nhất của chị nhá. Chúc mừng về toàn thể chị. Chúng ta sẽ cùng bỏ ra 2 phút để cùng đứng dậy, để cùng rỗ vang, để cùng chúc mừng ạ. Dạ vâng, xin được trân trọng kính mời. Rốt đầy thật đầy nhất quý chị ơi. Dạ vâng, và ngay giờ phút ở đây chân trọng về lại gia đình ta hãy cùng nâng thật cao chiếc ly của mình lên ạ. Và hướng tới toàn thể quý vị quan khách, các quý đang có mặt trong buổi tiệc ngày hôm nay. Dạ vâng, và toàn thể chị ơi, cả nhà mình ơi, 1, 2, 3 chúc mừng tân gia đại cát. Dạ vâng, xin được trân trọng kính mời. Hảo hảo chào toàn thể quý vị quan khách thân mến, và cho ngày vui ngày phúc như ngày hôm nay đây, toàn thể quý vị quan khách các quý, chúng ta đã không quản ngại đường xa xa xôi, bất chấp thời gian công việc và ngọc của mình để đến chung vui để chúc mừng tân gia đại cát, để cho gia đình anh chị ăn thêm trong buổi trưa ngày hôm nay. Một lần nữa mạnh quý cũng xin phép được thay mặt gia đình cũng xin được gửi tới toàn thể quý vị quan khách các quý lời kính chúc sức khỏe an khang thịnh vượng, luôn luôn ngập tràn niềm vui thịnh đạt trong cuộc sống. Xin chào luôn làng kế sở cho mừng tiếng lại của mẹ pinong của mũ lẩu bán khẩu hâu sở cho mừng phụ diện về bản tướng chiều bàn phụ diện càn mương tướng chiều hồ phụ tánh về cao tứ màn không phụ du nòng du na mi pà tổ màu phí mi pơ mi pơ phụ chờ bàn phí mi làn phụ yến hù chân tên lại ảo ả ý ai khải mã ca màn du lì kìm bàn du lì sức lục hiểm giữ xiển khánh tà bên dân sang cái này toi lãng phải chờ mót cho mấy đất bò mè tính cầu tính xíp tính xíp tính sao lên ơi. Dạ vâng, và cuối cùng cũng xin được kính chúc với gia đình anh chị ăn thiêm trong buổi trưa ngày hôm nay, chúc mừng hạnh phúc đến toàn gia thay lộc thành hàng trước cửa nhà. Dạ vâng, và ngay giờ phút ở đây cũng xin được chân trọng mời đại gia đình ta sẽ cùng trở lại từng phước giao, từng bàn tiệc để gửi lời cảm ơn chân thành sâu sắc nhất tới xin dịch của toàn thể quý vị quan khách các quý đã có mặt trong buổi tiệc ngày hôm nay. Dạ vâng, xin được trân trọng kính mời.